Vâng, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của Đoàn Nghị. Hôm nay em lại về một chiếc Kia Carens có năm sản xuất 2009 phiên bản số sàn máy 2.0 máy xăng. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 260 triệu đồng. Chiếc này mang biển số 17A này. Đấy, 12434 các bác nhá. Đấy, sơn xi thì màu đen rất sáng máu chảy chẽ các bác này. Đấy, Kia Carens bản đổ. Đấy, một mẫu xe lồi đồng cuối đá các bác này. Đấy, form dáng rất đẹp các bác nhá. Sơn xi thì màu đen này, trang bị 4 bánh đa năng đúc các bác này. Đấy, chiếc Kia Carens sản xuất 2009. Đấy, phiên bản số sàn máy 2.0 bản đổ các bác nhá. Đấy, dàn lốp của xe các bác này. Đấy, dàn lốp của xe khá ok, khá đẹp luôn các bác này. Cua lốp này. Đấy, cua lốp của nó không hề mùn mọt các bác nhá. Đấy, chiếc này đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Địa chỉ của em là 28A Quỳnh Hoàng, Lam Sơn, An Dương, Hải Phòng. Anh em nào đúng chân mẫu xe này thì hãy liên hệ trực tiếp cho em. Đấy, theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Anh em nào mà xem video của em hãy nhấn like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Đấy, dàn lốp của nó khá ok các bạn này. Đấy, cua lốp thì không hề mùn mọt các bác nhá. Đấy, một mẫu xe Kia Carens có năm sản xuất 2009. Đấy, phiên bản số sàn máy 2.0 bản đổ của lóc. Đấy, bên em đang chào bán chiếc này với giá là 260 triệu đồng các bác nhá. Đấy, hai cụm đèn phanh rất sáng bóng đều nhau quá này. Đấy, mang biển số Thái Bình. Đấy, sơn xì khá ok các bác nhá. Và sau đây em sẽ tiến vào phần gầm cho các bác xem này. Vâng, đây là phần là tổng quan phần gầm các bác này. Đấy, tổng quan phần gầm của chiếc Kia Carens có năm sản xuất 2009 các bác nhá. Đấy, chiếc này là bản đổ. Đấy, tư nhân chính chủ. Vâng, đây là phần là cốp sau xe các bác này. Đấy, cốp sau xe này. Đấy. Đấy, gập ghế xuống thì khoang đựng đồ khá là rộng rãi các bác nhá. Đấy, gập hàng ghế thứ ba xuống này, khoang đựng đồ khá là ok, rộng rãi luôn các bác này. Đấy, chiếc này bên em đang chào bán với giá là 260 triệu đồng. Đấy, chân nỉ nguyên bản theo xe các bác này. Đấy, chân nỉ nguyên bản theo xe các bác nhá. Đấy, không đâm va, không ngầm nước. Đấy, tất cả mọi chức năng của nó vẫn hoạt động ok các bác này. Đấy, các bác xem cảm nhận này. Đấy, các bác xem này. Đấy, mẫu xe Kia Carens. Đấy, chiếc này đăng ký là 7 ghế ngồi các bác nhá. Đấy, Kia Carens sản xuất 2009. Đấy, phiên bản số sàn máy 2.0 bản đổ. Đấy, chiếc này nó được trang bị màn hình cáp nồi đầy đủ các bác nhá. Đấy, sơn xi thì màu đen rất sáng máu chảy chẽ các bác này. Đấy, trang bị 4 bánh đa năng đúc. Đấy, tay lắm mở cửa đỡ ốp mạ chrome các bác nhá. Đấy, 4 quả lốp khá đều nhau luôn các bác này. Phần cua lốp của xe này, cua lốp của nó không hề mùn mọt các bác nhá. Đấy, cua lốp của xe này. Đấy, không hề mùn mọt. Đấy, mẫu xe Kia Carens. Vâng, đây là phần là hàng ghế thứ hai các bác này. Đấy, ghế da được trang bị màu đen các bác nhá. Đấy, ghế da nguyên bản theo xe này, trang bị màu đen. Đấy, xe rất cứng xe các bác nhá. Đấy, cửa lóc này. Đấy, bản đủ cửa lóc các bác nhá. Đấy, đây là bậc lên xuống này. Còn đây là phần hốc bản nè này. Đấy, hốc bản nè này, phần âm thanh này. Đấy, đây là phần là táp lô táp ly cánh cửa này. Đấy, táp lô táp ly cánh cửa đằng sau bên phụ các bác nhá. Đấy, đây là phần keo chỉ này. Đấy, keo chỉ này, keo chỉ của xe này. Đấy, nguyên bản theo nhà máy sản xuất các bác nhá. Đấy, đây là phần cột kèo các bác này. Đấy, cột kèo đinh bấm này. Đấy, cột kèo đinh bấm nguyên zin các bác này. Đấy, nguyên zin các bác nhá, không đâm va, không ngập nước. Đấy, phiên bản số sàn máy 2.0 máy xăng bản đủ cửa lóc. Đấy, giá tiền của nó chỉ có 260 triệu đồng thôi. Đấy, các bác đã sở hữu chiếc xe 7 chỗ ngồi. Đấy, bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về chạy dịch vụ hoặc chạy gia đình là quá là ok các bác nhé. Vâng, đây là phần hàng ghế đằng trước các bác này. Đấy, hàng ghế đằng trước này. Đấy, đã được trang bị bộ áo ghế da này các bác này. Đấy, bên trong này ga da thì màu đen này. Đấy, bên ngoài thì đấy, màu đỏ đen này. Đấy, nhìn rất đẹp các bác nhé, rất bắt mắt luôn. Đấy, trang bị túi khí này an toàn cho người lái các bác nhé. Đấy, túi khí an toàn cho người lái này. Trang bị màn hình này. Đấy, màn hình cam nồi này, điều hòa auto này. Đấy, quả số này.
Đấy, bệ tì tay các bác này. Đấy, xe rất cứng xe luôn các bác nhá. Đấy, giá tiền của nó chỉ có 260 triệu đồng thôi. Đấy, đây là phần hốc bản lề này, này. Đấy, hốc bản lề các bác này. Đấy, đây là phần cột kèo này. Đấy, cột kèo đinh bấm của xe các bác này. Đấy, cột kèo đinh bấm của xe này. Đấy, nguyên bản các bác nhá. Đấy, nguyên bản theo máy sản xuất này. Đấy, không hề mất một cái đinh nào. Đấy, không hề mất một cái đinh nào các bác nhé. Đấy, các bác xem cảm nhận này. Đấy, đây là phần hốc bản lề này. Đấy, hốc bản lề phần âm thanh này. Còn đây là phần táp lô táp ly cánh cửa đằng trước bên phụ các bác nhé. Đấy, táp lô táp ly cánh cửa đằng trước bên phụ này. Đấy, đây là phần keo chỉ này. Đấy, keo chỉ của xe này. Đấy, keo chỉ zin nguyên các bác nhé. Đấy, keo chỉ không hề mất một phân các bác này. Đấy, xe rất cứng xe. Đấy, trang bị 4 bánh đa năng đúc này. Đấy, khá là đẹp luôn các bác nhé. Khá bắt mắt luôn. Đấy, phần cua lốp của xe này. Đấy, cua lốp của nó này không hề mục mọt này. Dàn 4 quả lốp khá đều nhau các bác nhé. Đấy, khá là đều nhau luôn các bác này. Đấy, khá đẹp luôn. Đấy, đăng kiểm của nó đến tháng 12 năm 2020 này. Đấy, đăng kiểm dài miên man các bác nhé. Đấy, bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về chỉ được đổ xăng mà chạy thôi. Đấy, giá của nó là 260 triệu đồng. Đấy, sơn si thì màu đen đất sao máu chà xẹ này. Hai cụm đèn pha rất đều nhau các bác này. Đấy, mang biển số 17A, biển số Thái Bình các bác nhé. Đấy, một mẫu xe Kia Carnival, form dáng rất đẹp luôn. Đấy, xe rất cứng xe. Đấy, các bác xem cảm nhận. Dạ vâng, đây là phần táp lô táp ly cánh cửa đằng sau bên lái các bác này. Đấy, táp lô táp ly cánh cửa đằng sau bên lái, phần âm thanh này. Đấy, phần âm thanh này. Đây là phần keo chỉ của xe này. Đấy, keo chỉ này, keo chỉ nguyên bản các bác nhé. Đấy, nguyên bản theo nhà máy sản xuất này. Đấy, bật lên xuống này. Đấy, các bác xem này. Xe rất đẹp luôn. Đấy, rất cứng xe. Đây là phần hốc bản lề này. Đấy, các bác xem này. Bật lên xuống này. Đấy, đây là phần cột kèo đinh bấm của xe các bác này. Đấy, cột kèo đinh bấm này. Đây này. Đấy, nguyên bản các bác này. Đấy, nguyên bản theo nhà máy sản xuất các bác nhé. Đấy, không đâm va, không ngập nước. Đấy, tất cả mọi chức năng của nó vẫn hoạt ok. Đấy, bác nào mà đúng chân mẫu xe này thì hãy nhấc máy lên liên hệ trực tiếp cho em Nghị. Đấy, địa chỉ của em là 28A Quỳnh Hoàng, Lam Sơn, An Dương, Hải Phòng. Đấy, nội thất rất đẹp luôn. Đấy, dàn điều hòa phía sau các bác này. Đấy, dàn điều hòa phía sau này. Đấy, tất cả mọi chức năng của nó vẫn hoạt động ok các bác nhé. Vâng, đây là phần táp lô táp ly cánh cửa đằng trước bên lái các bác này. Đấy, bảng tổng của gương kính chỉnh điện này. Đấy, phần âm thanh này. Đấy, xe rất cứng xe luôn các bác này. Giá tiền đâu đó chỉ có 260 triệu đồng thôi. Đấy, đây là phần keo chỉ của xe này. Đấy, keo chỉ zin nguyên các bác nhá. Đấy, keo chỉ nguyên bản các bác này. Đấy, đây là phần bật lên xuống này. Đấy, hốc bản lề này. Đấy, hốc bản lề này. Đấy, tem mác theo nhà máy sản xuất này. Đấy, chưa hề động cờ lê mỏ lết các bác nhá. Đấy, chưa hề động cờ lê mỏ lết này. Đấy, cột kèo này. Đấy, phần cột kèo đinh bấm các bác này. Đấy, phần cột kèo đinh bấm này. Đấy, cột kèo đinh bấm nguyên bản các bác này. Đấy, nguyên bản theo nhà máy sản xuất các bác nhé. Đấy, rất đẹp luôn, không hề có sự đâm va. Đấy, đấy, không hề đâm va, không hề gặp nước các bác nhé. Và sau đây em sẽ tiến sâu bên trong nội thất cho các bác xem này. Vâng, đây là phần bô lăng của xe này.
Đấy, vô lăng 4 chấu khá đẹp luôn các bác nhá, trang bị túi khí an toàn cho người lái này. Đấy, và sau đây em sẽ lổ máy lên này. Vâng, máy đã lổ các bác nhá. Máy lổ rất êm. Mặt đồng hồ thì không báo một lỗi gì các bác này. Đấy, không có một lỗi gì đâu các bác nhá. Phần xi nhan này. Đấy, xi nhan này. Phun nước gạt mưa này. Đấy. Hoạt động rất trơn tru. Đấy, cam hành trình các bác này. Đấy, cam hành trình này. Đấy, gương chiếu hậu này. Đấy, cam hành trình này. Đấy, trang bị màn hình này. Đấy, màn hình cam lùi các bác này. Đấy, tất cả mọi chức năng của nó vẫn hoạt động ok các bác nhé. Đây em đóng điều hòa này. Đấy, điều hòa thì cực mát luôn các bác này. Đấy, điều hòa của nó cực mát luôn các bác nhé. Đây là phần táp lô này. Đấy, xe rất cứng xe luôn. Đấy, rất đẹp. Đấy, đây là phần hộp đựng đồ này. Đấy, hộp đựng đồ này. Đấy, khóa khiển này, khóa khiển từ xa các bác này. Đấy. Điều hòa auto này. Quả số này. Đấy, bệ tỉ tay này. Đây là phần chắn nắng này. Đấy, mở lên thì có gương trang điểm các bác nhé. Đấy, hộp đựng kính này. Đấy. Đèn chân này. Đấy. Chắn nắng này. Đấy, mở lên có gương trang điểm các bác này. Đấy. Đây là cửa lóc này. Đấy, hoạt động rất trơn tru của anh nhé. Đấy, khá là ok luôn. Đấy, chân nỉ đẹp như mới các bác này. Đấy, chân nỉ của nó đẹp như mới luôn các bác nhé. Rất đẹp luôn. Đấy. Gương chỉnh điện này. Đấy, gương chỉnh điện này. Đấy, hoạt động khá là ok này. Đấy, kính lên xuống này. Đấy, rất trơn tru. Đấy, đấy, hoạt động khá ok các bác nhé. Và sau đây em sẽ tiến vào phần tổng quan khoang máy cho các bác xem này. Dạ vâng, đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc Kia Carens có năm sản xuất 2009 các bác nhé. Đấy, bản đủ cửa lóc các bác này, phiên bản số sàn máy 2.0 máy xăng. Đấy, tư nhân chính chủ. Đấy, xe rất đẹp luôn các bác này. Máy lổ rất êm. Đây là những cái đinh bấm giằng giật các bác này. Đấy, không hề có sự đâm va các bác nhé. Đấy, lỗ tròn các bác này, không hề móp méo các bác này. Đấy, các bác xem mà cảm nhận này. Đấy, bác nào mà đúng chân mẫu xe này thì hãy liên hệ trực tiếp cho em. Đấy, em tên là Nghị. Địa chỉ của em là 28A Quỳnh Hoàng, Lam Sơn, An Dương, Hải Phòng các bác nhé. Đấy, phần ụ giảm sóc này. Đấy, tất cả mọi chức năng của nó này hoạt động ok các bác nhé. Đấy, máy rất khô ráo sạch sẽ, không hề gì dầu các bác này. Đấy, rất đẹp luôn. Đấy, rất đẹp cho một chiếc Kia Carens. Đấy, sản xuất 2009 các bác này. Máy không hề gì dầu các bác nhé. Đấy, khô ráo sạch sẽ. Đấy, các bác xem cảm nhận này. Khá ok luôn. Đấy, phần tổng quan khoang máy các bác này. Đấy, cực chất luôn. Đây là phần lắp capo này. Đấy, phần keo chỉ này.
Đấy, keo chỉ của nó này. Đấy, keo chỉ của nó nguyên bản nha các bác nhé. Lỗ tròn không hề móp méo các bác này. Đấy, lỗ của nó tròn zin này các bác này. Đấy, các bác xem này. Đấy, không hề có sự đâm va các bác nhé. Không hề có sự gò lắn lại này. Đấy, tổng quan của lắp cabo các bác này. Đấy, các bác xem này. Xe rất đẹp luôn. Đấy, giá tiền của nó chỉ có 260 triệu đồng thôi. Các bác đã sở hữu một chiếc xe Kia Carren. Đấy, sản xuất 2009, bản đổ cửa lóc các bác nhé. Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị, địa chỉ 28A Quỳnh Hoàng, Lam Sơn, An Dương, Hải Phòng. Em vừa quay tổng quan tổng thể một mẫu xe Kia Carren có năm sản xuất 2009, phiên bản số sàn, máy 2.0, máy xăng. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 260 triệu đồng. Anh em nào đúng chân mẫu xe này hãy liên hệ trực tiếp cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Anh em nào mà xem video của em thì hãy nhớ like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em những video lần sau.